Đại Phụng đã canh nhân chương 651, thu đồ đệ ba. Các luyện kim thuật sư áo trắng bị dọa giật mình, nhìn chầm chầm cái ốc hắn, quán giận nói, Dương Sư Huynh, ngươi mỗi lần đều như vậy, dọa chết người. Dương Thiên Huyễn không để ý tới, truy hỏi, hứa ninh yến lại làm chuyện gì, một mình ở ngõ môn ngăn trở văn võ bá quan. Như thế nào là thơ trào phúng lần đầu thiên cổ? Luyện kim thuật sư áo trắng liền mang việc hôm nay nói cho Dương Thiên Huyễn nghe. Dương Thiên Huyễn như bị sét đánh, trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh, sau tan triều, văn võ bá quan chậm rãi đi ra ngọ môn, lúc này, đột nhiên thấy một bóng người áo trắng đưa lưng về chúng sinh đứng ở nơi đó, chặn đường quần thần. Chư công giận dữ, quát lớn áo trắng thuật sĩ không biết trời cao đất rộng, dám chắn đường chúng ta đi. Thuật sĩ áo trắng mặc kệ đối với chửi mắng đầy trời, đột nhiên, phát ra tiếng ngâm tụng vang vọng kéo dài, các người thân cùng danh đều diệt, bất phế gian hà vạn cổ lưu văn võ bá quan ngây ra như phỏng chấn động tại chỗ nghĩ đến đây dương thiên huyễn cảm giác thân thể như có dòng điện chạy thế mà không chịu khống chế run rẩy da gà nổi lên từ cổ cánh tay vì sao vì sao hứa ninh yến luôn có thể làm ra từng việc từng việc làm người ta cực kỳ hâm mộ vân châu một mình bốn 400 phản quân dưới vạn ánh mắt nhìn vào cùng phật môn đấu pháp quá không công bằng rồi quá không công bằng rồi buổi chầu lần sau là khi nào ta ta cũng muốn đi ngọ môn phải đi sau buổi trưa giáo vườn ti hứa thất an cùng phù hương ngồi đối diện uống trà cười nói nhân gian mang việc buổi chầu hôm nay nói cho phù hương cũng kèm theo hứa tân niên làm thơ yêu nước cùng với nửa câu thơ kia của mình ở ngọ môn phù hương là người yêu thơ nghe mà tâm thần dao động đặc biệt đối với sự tích hứa thất an một mình chẳng bách quan tràn ngập sùng bái mắt đẹp long lanh giống như sắp chảy nước Kính nhờ nàng một sự kiện Mang việc buổi chầu hôm nay Truyền bá ra ngoài Dứt lời Hứa Thất An đưa ra yêu cầu của mình Giáo phường ti là trạm trung chuyển Truyền bá tin tức nhanh chóng Tiện lợi nhất Vậy hứa lan tính cho người ta thù lao thế nào Phù hương đương nhiên sẽ không từ chối Mắt sáng như nước mùa thu Chăm chú nhìn hứa Thất An Thích một người là không giấu được Nỗi nhớ của phù hương đối với hứa thất an tràn ngập hơi nước Nửa canh giờ sau hứa thất an lại đi gặp minh nghiễn tiểu nhã đám vài vị hoa khôi quen biết thỉnh cầu các nàng ở lúc chầu chay phát tán chuyện xảy ra ở buổi chầu hôm nay sau đó cưỡi con ngựa cái nhỏ về phủ vụ á gian lận khoa cử đối với hứa tân niên mà nói là một hồi đã kích trí mạng trên danh dự hơn nữa trải qua truyền bá có sự cố ý sĩ lâm phố phường kinh thành đều biết hứa tân niên là dựa vào gian lận thi đậu hội nguyên cái ấn tượng này sẽ ở trong thời gian sau đây chậm rãi lắng động lại một khi hình thành khắc, cho dù tương lai triều đình chứng minh trong sạch cho hứa Tân niên, trong thời gian ngắn cũng rất khó xoay chuyển hình tượng. Ví dụ như kích động học sinh quốc tử dám gây chuyện. Nếu có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, mang dư luận đảo ngược, như vậy học sinh quốc tử giám liền không có lý do để xuất quân, khó thành việc lớn. Khi mọi người đều biết hứa Tân niên bị oan uổng, người cho dù làm bộ như không thấy, cũng không được đại chúng tán thành cùng ủng hộ. Của nhân mặc kệ là đánh nhau hay là mưu đồ sự việc, đều rất chú trọng có lý do. Nhân tình chỗ dự vương xem như dùng mất rồi, cũng không thật, may mắn dự vương đã sớm không còn lòng dạ tranh danh đoạt lợi, nếu không chưa chắc sẽ ra mặt thay ta. Tào quốc công bên kia, lợi ích ta hứa hẹn còn chưa cho, lấy thế lực công tước cùng phó tướng của Trấn Bắc Vương, ta lật lọng, ắt gặp cắn trả. Trấn Bắc Vương tỷ lệ đại khái không biết việc này, là phó tướng cùng Tào quốc công mưu tính, nhưng Ta chỉ là ngân la nho nhỏ, cho dù Trấn Bắc Vương đã biết, cũng sẽ không trách tội phó tướng. Hơn nữa, kim cương bất bại của Phật môn, cho dù là cao phẩm võ giả cũng sẽ động lòng. Dù sao có thể tăng cường phòng ngự, tu đến cảnh giới cao thâm, thậm chí sẽ làm chiến lực nên đón một sự đột phá, hắn không có đạo lý không động lòng. Cho nên, lợi ích nên hứa hẹn vẫn phải cho. Nhưng, ta có thể mang cửu âm chân kinh viết ngược. Sau hoàng hôn trên bàn cơm hứa gia bao phủ không khí vui sướng, thẩm thẩm vừa nhiệt tình gấp thức ăn cho hứa tân niên, vừa gấp thức ăn cho hứa thất an. Giống như hai đứa đều là con đẻ của nàng. Tuy loại thái độ này sẽ không lâu dài, ở lần nào đó sau này bị cháu trai chọc tức kêu ngao ngao, thẩm thẩm lại sẽ nhớ lại hận cũ năm đó, sau đó quan hệ khôi phục nguyên dạng. Nhưng giờ phút này thẩm thẩm cảm kích là chân thành tha thiết như vàng rồng 24k. Hứa Linh Nguyệt đối với bầu không khí gia đình như vậy rất thích, càng thêm sùng bái đại ca, đôi mắt đẹp linh động luôn treo ở trên người hứa thất an. À, ta có chuyện muốn nói. Lệ na nuốt xuống thức ăn, lấy một loại thái độ nghiêm túc hiếm thấy, nhìn về phía hứa thất an cùng hứa nhị thúc. Chuyện gì? Hứa thất an vừa ăn cơm, vừa hỏi. Hứa nhị thúc thì bưng lên chén rượu, uống một ngụm rượu, dùng khóe mắt nhìn về phía cô nàng nam cương gia ngâm. Khuôn mặt nhỏ của lệ na nghiêm túc, nhìn hứa linh em mờ, nói, ta muốn thu linh âm làm đồ đệ. Phúc, hứa thất an cười sặc sụa. Phúc, hứa nhị thúc phun rượu. Người một nhà bất ngờ không kịp đề phòng. Hứa tân niên vẽ mặt chán ghét lau hạt cơm trên người, cách đại ca xa chút, sau đó nhìn về phía lệ na, nói lý do của ngươi. Linh âm là thiên tài, thiên tài hiếm thấy, ta không muốn lãng phí một khối ngọc thô như vậy. Đôi mắt như cất dấu biển cả màu lam kia của lệ na cẩn thận nhìn chầm chầm hứa linh em mờ, như là nhìn chằm chằm bảo vật thiên tài hứa bình chí cùng cháu trai liếc nhau lắc đầu khuê nữ này của ta không có thiên phú tính dẻo dai của gân cốt không được chỉ có sức lực lúc trước hứa thất an luyện võ hứa tân niên đọc sách là hứa bình chí làm ra quyết định bởi vì hứa tân niên không có thiên phú tập võ lại trí tuệ hơn người mà hứa thất an vừa vặn ngược lại hứa linh âm sau khi sinh hứa bình chí cũng từng sờ xương cộng thêm nhiều năm quan sát, vô cùng tin tưởng, đứa con gái út này của hắn chẳng những ngốc, hơn nữa gân cốt cũng không được. Ít nhất luyện tinh cảnh một cửa ải này, nó sẽ rất khó qua được. Hứa thất an cũng lắc đầu, ánh mắt hắn hôm nay so với hứa nhị thúc càng độc hơn, hứa linh âm nếu là thiên tài tập võ, hứa thất an đã bắt đầu bồi dưỡng nụ hoa đại phụng. Về phần đọc sách, hứa tân niên ở lúc em gái út 4 tuổi đã bỏ cuộc, hắn đánh giá là ánh mắt tan rã lực chú ý không thể tập trung, đọc sách cái C. Hứa Linh âm quả nhiên không để nhị ca thất vọng, mỗi một vị tiên sinh từng dạy nó, đều sẽ bị chọc tức hoài nghi cuộc đời. Nếu nhất định phải nói tiểu đậu đinh có thiên phú gì, đại khái. Ăn. Đối với lời của hứa nhị thúc, lệ na phản bác, nhưng mà nó ăn khỏe. Người con mẹ nó đang trêu chọc chúng ta sao? Người một nhà lường nguyết cô nàng nam cương gia ngâm. Lệ na thấy mọi người ánh mắt quá dị, kinh ngạc nói, chẳng lẽ các ngươi trước giờ không phát hiện nó là thiên tài. Đám người hứa tân niên nghe vậy, quay đầu nhìn hứa linh âm đang bóc trứng gà, nó mang một đầu quả trứng gõ gõ ở mặt bàn, sau đó bàn tay nhỏ đè quả trứng, ở mặt bàn chà mạnh một phát, vỏ trứng khẽ chạm là rơi hết. Trọn bộ quá trình mây trôi nước chảy. Ở tuổi này của nó, quả thật có thể xưng là thiên tài. Người một nhà nhịn không được muốn ôm mặt. Hứa thất an ho khang một tiếng, Chuyển, chuyển nhắc nhở lệ na đừng nói đùa linh tinh ăn có lẽ là một loại thiên phú nhưng không đến mức kiêu ngạo đến muốn thu đồ đệ ngươi có thể dạy nó cái gì như thế nào trong ba hơi thở bóc hết vỏ trứng như thế nào khiến mình mỗi ngày đều có thể ăn thêm một bát cơm làn da màu tiểu mạch khỏe mạnh của lệ na lập tức đỏ lên xua tay giải thích ta không phải muốn dạy nó ăn cơm ta là muốn dạy nó cổ thuật hứa bình chí biến sắc mắt như chung đồng nhìn hứa linh em con có phải bắt sâu ăn hay không hứa linh âm lộ ra vẻ mặt hướng tới thử nói sâu có thể ăn sao không thể ăn không thể ăn hứa tân niên cùng hứa nhị thúc động tác chỉnh tề xua tay nghe nói ngươi muốn dạy nó cổ thuật phản ứng đầu tiên của ta thế mà cũng là tiểu đậu đinh ăn sâu rồi hứa thất an nói nhảm trong lòng như có chút suy nghĩ hỏi ý của ngươi là nó là thiên tài tu cổ thuật lệ na gật gật đầu sau đó sửa đúng chuẩn xác mà nói là thiên tài tu lực cổ linh âm xương cốt khỏe mạnh hơi thở kéo dài khí huyết hùng hậu cái này ở lực cổ bộ chúng ta là thiên tài mấy chục năm cũng không gặp được các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao một đứa bé nhỏ tí lượng cơm ăn lại lớn như vậy chẳng lẽ không phải bởi vì nó tham ăn sao đám người hứa gia nghĩ sau đó có một chút lĩnh ngộ dựa theo cách ăn của hứa linh em m đổi là đứa bé khác sớm vỡ bụng chết rồi nó lại vui vẻ hoạt bát lệ na đè nén ham muốn ăn cơm em tai nói ra phương thức tu hành của lực cổ bộ chúng ta là ở lúc nhỏ tuổi chọn lựa một con lực cổ nuốt vào để nó ký túc ở trong cơ thể vài năm ban đầu lực cổ sẽ hấp thu tinh huyết cùng năng lượng của ký chủ nếu đứa nhỏ thể phách không tốt sẽ trở nên phi thường suy yếu mà bởi vì lực cổ và ký chủ nhất thể đồng mệnh sẽ không vắt cạn ký chủ sẽ chỉ theo kẻ đó cùng nhau suy yếu cái này sẽ tạo thành bẩm sinh yếu ớt. Nàng nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn hứa Linh M, nhưng nó sẽ không, nó sẽ cung cấp cho lực của một mảnh đất tuyệt hảo, ở lúc nhỏ tuổi đã đóng xuống trụ cột vững chắc. Hơn nữa, Linh âm xương khớp cứng cáp khỏe mạnh, cho dù không tu tâm, lực lượng cũng hơn xa bạn cùng lứa tuổi, một khi được bồi dưỡng tốt, nó sẽ một bước lên trời. Người một nhà nhìn nhau. Thẩm thẩm trầm ngâm chốc lát, thử nói, vậy nó sẽ biến thành ăn khỏe giống như ngươi không lệ na khoát tay không có thẩm thẩm vừa nhẹ nhàng thở ra liền nghe cô nàng gia ngâm khiêm tốn nói nó sẽ trở nên ăn khỏe hơn cả ta thẩm thẩm không hề nghĩ ngợi phủ quyết ta không đồng ý lão gia thì sao hứa bình chí nhìn về phía con trai cùng cháu trai trưng cầu ý kiến hai đứa cảm thấy thế nào hứa thất an bình luận dù sao đọc sách không có tiền đồ luyện võ cũng không có tố chất đó không bằng thử chút đi. Thẩm thẩm vỗ bàn vang, phành phành, cảm giác mình bị mạo phạm, tức đến phát trung, hứa ninh yến ngươi nói chuyện thế nào vậy, linh âm chẳng lẽ không phải muội muội ngươi sao? Xem ra không cần sau này, hôm nay có thể nhớ lại hận cũ, loại mẫu tử của thím cháu tuyên bố chấm dứt. Hứa Linh Nguyệt thấp giọng nói, mẹ, đại ca nói cũng không sai. Thẩm thẩm đang phẫn nộ bất ngờ không kịp đề phòng, bị con gái đâm một phát. Hứa Tân Niên nói, có thể thu đồ đệ, nhưng có chuyện ta muốn hỏi ngươi một chút, tu hành lực cổ khi nào mới có thể xuất sư? Lệ Na không chút suy nghĩ, nói, ngắn thì 5 năm, dài là 20 năm, xem thiên phú cá nhân. Hứa Tân Niên gật gật đầu, nhìn Linh M, nói, vậy Lệ Na cô nương có thể ở kinh thành 5 năm hoặc 20 năm. Lệ Na miệng nhanh hơn não, chỉ cần các ngươi cung cấp cơm, ta có thể ở lại mãi. Không được. Đám người Hứa gia chăm miệng một lời. Cô nàng da ngâm vẻ mặt tuổi thân và uất ức, không phải là ăn mấy thùng gạo nhà các ngươi sao, keo kiệt. Cuối cùng, một nhà đứng đầu hứa bình chí làm ra quyết định, nói, vậy nhọc công lệ na dạy tiểu nữ. Hứa tân niên cùng hứa thất an ném ánh mắt hoang mang, không lẽ thật phải để lệ na ở lại kinh thành 5 năm, thậm chí 20 năm. Vậy tiền trả công cho thầy giáo cũng quá cao rồi nhỉ. Đối với điều này, hứa bình chí cười ha ha nói, Linh âm chỉ là con bé, lại không tranh làm thiên hạ đệ nhất cao thủ. Có thể học chút nào hay chút đó, cho dù không thể xuất sư, cũng không quan trọng. Hai đứa các ngươi, là lòng dạ quá cao, mọi chuyện đều phải tranh làm đầu. Hứa tân niên cùng hứa thất an chưa nói gì, cảm thấy nhị thúc nói có đạo lý. Lệ na xoa xoa đầu hứa linh em mờ, ngươi nếu theo ta về Nam Cương, cha ta khẳng định thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Nhiều nhất 10 năm, ngươi có thể vác một ngọn núi trong đầu hứa thất an hiện lên hình ảnh tương ứng mười năm sau hứa linh âm lớn lên vác một ngọn núi lớn mỗi một bước đều tạo thành hiệu quả như động đất vui vẻ nói ải a à, muội về rồi tặng một ngọn núi cho ca đón lấy nha hứa gia có con gái mới trưởng thành lực bạc sơn hề khí cái thế hứa thất an rùng mình trước lúc bình minh sắc trời trong lành một con mèo mướp cất bước chân tao nhã xuyên qua đường phố trống trải yên tĩnh, đi tới ngoài cửa lớn tôn phủ. Nó nhẹ nhàng nhảy lên nóc một căn phòng sát đường, quan sát chung quanh, sau đó nhảy xuống nóc nhà, nhanh chóng lẻn đến cổng tôn phủ. Tiếp theo, ít hầu mèo mướp lăn lộn, hiện ra một đường nét hình vòng tròn, chậm rãi ép ra khỏi cổ. Đó là một tấm gương ngọc thạch tinh xảo, nó sau khi bị phun ra, chưa từng rơi xuống đất, mà là lơ lửng trên không, mặt gương chợt lóe sáng, chấn động rớt xuống một vị công tử ca hôn mê bất tỉnh. Mèo mướp mở mồm, mang tấm gương ngọc thạch nhỏ nạp về trong bụng, vẫy đuôi, nhanh chóng rời đi. Qua một khắc đồng hồ nữa, lão gác cổng ngáp ngủ mở cổng, thấy công tử ca quần áo hoa hoét nằm ở trên mặt đất, lão bị dọa giật mình, sau khi thấy rõ dung mạo công tử ca, kích động chạy vào trong phủ. Chỉ một lát, vài tên người hầu vội vàng đến, nâng công tử ca quần áo hoa mỹ vào phủ công thượng thư nghe tin chạy tới thấy con trai nằm ở giường gấm hôn mê bất tỉnh trái tim nháy mắt treo lên lão gia thiếu gia hắn chỉ là hôn mê chưa bị thương quá nặng lão quản gia đứng ở bên giường nói cái gì gọi là chưa bị thương quá nặng công thượng thư nhướng mày thiếu gia bị cuột mấy chục roi da tróc thịt bông may mà đều là bị thương ngoài da sau khi rịch thuốc đã không còn đáng ngại lão quản gia cúi đầu vô liêm sĩ Nói không giữ lời Tôn thượng thư sắc mặt xanh mét Vừa đau lòng vừa phẫn nộ Nhưng sau đó tựa như nghĩ tới cái gì Lửa giận sôi trào bỗng nhiên tan đi Lặng lẽ một lát Tôn thượng thư thở dài Trở về là tốt rồi Hạo khí lâu, phòng trà Dự vương sớm không còn tâm tư tranh danh đoạt lợi Cho nên có thể trả ta nhân tình Nếu hắn vẫn là dự vương kia lúc trước Chỉ sợ sẽ không dễ dàng đáp ứng ta về phần tào quốc công hắn cùng phó tướng của trấn bắc vương liên hợp mưu đồ kim cương bất bại của ta ta nhớ ngụy công từng nói triều đình tranh đấu chính là ích lợi tranh đấu phải học được thỏa hiệp vì thế ta đáp ứng yêu cầu của hắn hứa thất an bưng trà ngồi ở trong phòng trà lấy ánh sáng thông thấu quay đầu nhìn về phía ngụy uyên trên đài quan sát phơi nắng ngắm phong cảnh không tồi ngươi ngộ tính là có đáng tiếc tính nết khó sửa không thích hợp triều đình ngụy uyên gật đầu chủ yếu là ngụy công dạy tốt hứa thất an khiêm tốn nói ngụy uyên cười cười hai tay đặt ở lan can bảo hộ ngắm cảnh sắc mặt trời mùa xuân sau một lúc mới hỏi vụ án gian lận khoa cử ngươi bôn ba khắp nơi ngay cả nha môn cũng chưa hề ở lại vất vả rồi nhưng cũng học được rất nhiều hứa thất an đáp lại soạt soạt nhấp ngụm nước trà ngụy uyên cười ha ha nói lĩnh hội điểm quan trọng của ta hứa bạch phiêu ngẩn ra có loại dự cảm bất hảo vất vả ngụy uyên lắc đầu chưa xoay người giọng điệu ôn hòa nói không chịu ở nha môn gì cả ngụy uyên thuận thế nói cho nên lương tháng này không còn nữa hứa thất an ánh mắt dại ra ngơ ngác nhìn bóng lưng ngụy áo xanh vẻ mặt cầu xin ngụy công bỗng lộc tháng này của ta đã sớm không còn phải không ngụy uyên ngẩn ra chậm rãi gật đầu vậy tháng sau cũng không có nữa ta có phải nơi nào chọc hắn mất hứng hay không? Hứa Bạch Phiêu thông minh chưa dây dưa đề tài này, vĩnh viễn đừng phân cao thấp với lãnh đạo, sẽ chỉ tự chịu mất mặt. Ngụy Công, vậy phó tướng của Trấn Bắc Vương sao lại về kinh? Phương Bắc Thế Cục khẩn trương, thiếu lương, trở về đòi bạc. Ngụy Uyên nói, Trấn Bắc Vương là người thế nào? Người bá đạo. Người bá đạo thường thường không thể nói lý, hơn nữa bởi vì thân phận thân vương, có thể coi thường quy củ ở trình độ nhất định trong lòng hứa thất an phán đoán cáo biệt ngụy uyên hắn cưỡi lên con ngựa cái nhỏ ở yên ngựa cân nhắc túi một lúc cộc 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 chạy về phía phủ hoài vương bây giờ hắn cần thực hiện hứa hẹn đi tìm phó tướng trấn bắc vương rất kỳ quái chữ tương long bảo ta ở sau khi sự tình kết thúc đi trấn bắc vương phủ tìm hắn cái này nói rõ trong khoảng thời gian này hắn về kinh không phải ở nhà mình mà là ở trấn bắc vương phủ ít nhất đại bộ phận thời gian là ở lại trấn bắc vương phủ mà trấn bắc vương ở biên quan trong phủ chỉ có một vị vương phi đệ nhất mỹ nhân từ góc độ trấn bắc vương khẳng định là không có khả năng để tiểu đệ cùng phi tử cô đơn của mình ở dưới một mái hiên nhưng chữ tương long cố tình làm như vậy hơn nữa công khai không chút nào che giấu cái này ý nghĩa chữ tương long là nhận chỉ đạo từ trấn bắc vương trấn bắc vương vì sao phải làm như vậy hắn tín nhiệm đối với phó tướng, cao hơn vương phi nhiều. Phủ hoài vương, sảnh ngoài. Nữ tử lộ mỏng che mặt, mặc váy cung đình hoa mỹ ngồi ở cạnh bàn đồ nghịch dụng cụ uống trà. Đại sảnh, chữ tương long cả người mặc giáp, không đeo bội đao đứng sừng sững, ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm vương phi, trầm giọng nói. Nghe thị vệ trong phủ nói, vương phi vô cớ mất tích hai lần. Nữ tử lụa mỏng che mặt mắt biết tai ngơ, cúi đầu đồ nghịch đồ dùng uống trà, động tác nhẹ nhàng, tư thái tao nhã. Vương Phi là như thế nào giấu được thị vệ trong phủ? Lại là như thế nào giấu được thuật sĩ ti thiên giám? Ngài gần đây đã gặp người nào, gặp phải chuyện gì? ồn ào. Nữ tử lụa mỏng che mặt khẽ nhíu đầu lông mày, thanh âm cao ngạo lạnh lùng, ngươi đang chất vấn ta. Không dám. Chữ tương long cúi đầu, lạnh nhạt nói, ti chức lần này về kinh, trừ hỏi bệ hạ đòi quân lương, tiếp đó là đón vương phi đi phương Bắc, gặp lại vương gia, ngài sớm chuẩn bị đi. Dừng một chút, hắn ngẩng đầu, nhìn chầm chầm đôi mắt linh động đẹp đẽ của nữ nhân, trầm giọng nói, khoảng thời gian này ta đều sẽ ở lại vương phủ, vương phi nếu muốn ra ngoài, ti chức sẽ đi cùng toàn bộ hành trình. Nữ tử che mặt im lặng không nói. Lúc này, một thị vệ đi vào trong sảnh, ông quyền nói, chữ tướng quân, ngân la hứa thất an cầu kiến. Chữ tương long gật đầu, nhìn vương phi một cái, chắp tay ôm quyền, rời khỏi đại sảnh. Hứa thất an, hắn đến vương phủ làm gì? Nữ tử che mặt cúi đầu, ánh mắt chuyển động, lộ ra giảo hoạt, không biết đang nghĩ cái gì. Trong đại sảnh đợi khách, hứa thất an ngồi ở trên ghế, trong tay bưng trà tỳ nữ pha, bên chân dựng một cái túi, cao như đầu gối. Hắn im lặng ngồi vài phút, vành tay khẽ động, nghe thấy được tiếng vang của vẫy chớp lên, ngay sau đó, liền thấy chữ tương long bước qua bậc cửa, đi thẳng vào đa tạ chữ tướng quân cùng tào quốc công ra tay giúp đỡ hứa thất an lời này không có thành ý bởi vì hắn ngay cả đứng dậy cũng chưa có vừa nói vừa uống ngụm trà chữ tương long cũng không để ý đánh giá hắn ánh mắt sau đó rơi ở túi bên chân hứa thất an nói đồ đâu hứa thất an buông chén trà mở túi lộ ra một pho tượng phật điêu khắc bằng đá công phu dùng đao cực kém so với kẻ mới học còn không bằng ánh mắt chữ tương long nhất thời nóng lên sáng quắc nhìn chầm chầm phật tượng tuy nó điêu khắc đơn sơ bộ mặt chỉ có một cái đường nét nhưng lùn phật vẫn như có như không kia làm người ta ý thức được nó bất phàm ý nghĩa thâm ảo của kim cương thần công ta khắc lục ở trong tượng phật về phần có thể tu thành hay không đây là chuyện của tướng quân ngươi hứa thất an nói tự nhiên chữ tương long thu hồi ánh mắt nhìn hứa thất an hài lòng gật đầu ngươi là người có danh dự a à, ta nếu là không có danh dự Ngươi sẽ nói, bằng ngươi một tên ngân la nho nhỏ cũng dám lật lòng, cho dù là ngụy uyên cũng không bảo vệ được ngươi. Trong lòng hứa thất an cười lạnh, mặt ngoài không biểu hiện gì cả, thật ra bản thân công pháp này chính là nhặt được, chữ tướng quân nếu là có ý, 500 lượng bạc ta sẽ bán, không cần phiền toái như vậy. Chữ tương long đi tới, dùng túi đựng lại tượng Phật, sách ở trong tay, sắc mặt mang theo chế nhạo cùng đùa cực. Thứ có thể dùng chút kế nhỏ lấy được tới tay, ta cảm thấy không đáng để tiêu 500 lượng. Đương nhiên, Phật môn kim thân ngàn vàng khó mua. Hứa ngân la đi mạnh khỏe, không tiễn. Phật môn kim thân ngàn vàng khó mua, là ta không xứng ngươi tiêu tiền à. Hứa thất an không nổi giận chút nào, cười nói, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Xoay người bỏ đi. Vừa đi tới đình viện, liền thấy một vị tỳ nữ vội vàng mà đến, nói, vị này là hứa thất an hứa ngân la phải không? chính là tại hạ hứa thất an gật đầu vương phi nhà ta muốn gặp ngươi tỳ nữ nói trấn bắt vương phi muốn gặp ta đại phụng đệ nhất mỹ nhân muốn gặp ta cái này có thể có hứa thất an vạn phần tò mò đối với vị nữ tử vang danh đã lâu đó dù sao chỉ là gặp mặt không đáng ngại hứa thất an cười nói mời tỷ tỷ dẫn đường tỳ nữ dẫn theo hứa thất an xuyên qua hành lang gấp khúc xuyên qua đình viện cùng vườn hoa đi một khắc đồng hồ mới đến đích đó là một ngôi đình bốn phía buông rèm mơ hồ có thể thấy được một bóng người yểu điệu ngồi ở trên ghế nằm trong tay cầm một quyển sách hứa thất an cố gắng muốn nhìn rõ dung mạo của nàng lại phát hiện sau màn che còn có một tầng khăn che mặt người chính là hứa thất an trong màn che truyền đến giọng nữ giới trưởng thành trong sự thông dong lại có chứa từ tính tuy thấy không rõ dung mạo nhưng thanh âm rất êm tai hứa thất an ôm quyền, vương phi tìm ta có chuyện gì. Nữ nhân trong đình nghỉ mắt hừ lạnh một tiếng, nghe nói ngươi ở ngoài ngọ môn, một mình trắng mắt quan, làm thơ trào phúng, có việc này không? Hứa thất an nói, trẻ tuổi ngông cuồng, nhất thời xúc động, hổ thẹn hổ thẹn. Ngươi cũng biết hổ thẹn. Phi. Nữ nhân trong đình nghỉ mắt im lặng một lát, thản nhiên nói, tiễn khách. Chỉ vậy. Hứa thất an có chút mờ mịt nhìn nữ nhân trong đình, xoay người, đi theo phía sau tỳ nữ. Đúng lúc này, trong đình bỗng nhiên ném ra một thỏi vật phẩm vàng cam, cốc nện ở trên lưng Hứa Thất An. Vương phi vì sao chọi ta? Hứa Thất An xoay người lại, cúi đầu nhìn thoáng qua vàng trên mặt đất, hắn chưa đạt được thần giác báo động trước đối với nguy hiểm, cái này ý nghĩa vừa rồi không có nguy cơ, nhưng hắn có chút tức giận. Nữ nhân trong đình không quan tâm hắn. Trong mắt Hứa Thất An hiện lên nghi hoặc, thấy Vương phi không giải thích Hắn liền cúi người nhặt vàng lên, mặt không đổi sắc nhét vào trong túi mình. Lần sau Vương phi muốn chọi ta, nhớ rõ dùng gạch vàng. Hứa Thất An trào phúng một câu, đi theo tỳ nữ rời đi. Trong phòng ngủ yên tĩnh, chữ Tương Long đóng cửa sổ, hắn mang tượng Phật bằng đá đặt ở trên bàn, tập trung quan sát hồi lâu, chỉ cảm thấy có luồng Phật vận lưu chuyển, tuyệt không thể tả. Nhưng mặc kệ hắn cảm ngộ như thế nào, mãi không thể từ trong đó hấp thu công pháp. Kim cương thần công của Phật môn quả nhiên cần cơ duyên nhất định, cùng với cơ sở Phật Pháp. Hứa thất an có thể tu thành kim cương bất bại, quả thật có chút thiên phú. Nhưng, như thế nào nữa cũng là tiểu nhân vật không có căn cơ, dùng chút kế nhỏ đã khiến hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nghĩ đến đây, chữ tương long cười lạnh một tiếng, đã đắc ý lại kinh rẻ. Thiên tài võ đạo cái gì, thiên tư gì có thể so với trấn Bắc vương, nếu không có dám chính âm thầm giúp đỡ, hắn dựa vào cái gì đấu pháp với Phật môn La Hán. Trong các lời đồn đại thổi phòng hắn ở Kinh Thành, chữ Tương Long phản cảm nhất, chán ghét chính là lấy hắn mang đi so sánh với vương gia. Một gã ngân la xuất thân khoái thủ, một người thấp kém xuất thân quân hộ, hắn cũng xứng. Trừ kim cương thần công, lợi ích có thể ép lấy trên thân kẻ này ít đến đáng thương. Nếu không trong vụ án gian lận khoa cử, một lần đã vắt cạn toàn bộ giá trị của hắn chữ tương long cùng tào quốc công mưu đồ kim cương thần công là có nguyên nhân lấy thân phận địa vị cùng với kiến thức bọn họ sao có thể không biết kim cương thần công huyền ảo chữ tương long từ trẻ tòng quân ngày xưa theo quân đội bao vây tiểu trừ giặc cỏ từng gặp được một vị hành giả đến từ tây vực hành giả đó ý đồ dùng phật pháp cảm hóa giặc cỏ đói khác lại bị giặc cỏ trói lại muốn mổ mà ăn chữ tương long cứu hành giả vì báo đáp ân tình của hắn hành giả tặng hắn một cái bùa hộ mệnh đồng xanh, bùa này khắc đầy Phật văn, Phật vận lưu chuyển, mỗi khi đeo lên người, liền thấy lòng được yên tĩnh, lệ khí tiêu tan hết, tiến vào một loại trạng thái như đống ngộ. Sau mỗi lần chém giết chiến trường, chữ tương long sẽ đeo trên người, trừ khử lệ khí, cảm ngộ Phật Pháp huyền ảo vô cùng. Kẹt Mở ra tủ giường, hắn lấy ra một cái hộp gỗ đàn tinh xảo, mở nắp hộp, vải lụa đỏ bọc lấy một cái bùa đồng xanh to bằng bàn tay. Ta tuy không phải người trong Phật môn, nhưng bộ này huyền ảo thần kỳ, có thể giúp ta tiến vào trạng thái đốn ngộ nào đó, nói không chừng có thể mượn nó lĩnh ngộ kim cương thần công huyền diệu. Một khi ta tu thành kim cương bất bại, chiến lực sẽ đề cao không chỉ một cấp độ. Mấu chốt là, thân thể hơn xa võ phu tầm thường có thể khiến ta ở trên chiến trường sinh tồn tốt hơn. Mặt khác, nếu ta có thể mượn dùng bộ đồng xanh tu thành kim cương thần công, vương gia hắn khẳng định cũng có thể, đến lúc đó nhất định thưởng ta thật hậu. Nghĩ đến đây, chữ tương long ánh mắt cuồng nhiệt, hận không thể lập tức cảm ngộ Phật tượng. Hắn hít sâu một hơi, dùng thời gian một chén trà nhỏ bình ổn cảm xúc, để trong lòng bình tĩnh, không có gợn sóng. Sau đó, hắn cầm bùa đồng xanh, bắt đầu minh tưởng. Dần dần, hắn cảm nhận được một khí tức mênh mông, ôn hòa, đầu óc bởi vậy trở nên tỉnh táo, bình tĩnh đánh giá thất tình lục dục, không bị tạp niệm quấy nhiễu nữa. Sau khi tiến vào loại trạng thái này, chữ tương long mở mắt ra, chuyên chú quan sát Phật vận trên tượng đá. Một lần này, hắn rõ ràng thấy được tượng Phật đang động, biến ảo ra đủ loại tư thế, mỗi một loại tư thế đều kèm theo phương thức hành khí khác nhau. Thật sự có thể. Chữ tương long mừng như điên, suýt nữa không duy trì được trạng thái lạnh nhạt xuất thế. Theo bản năng, hắn thử bắt chước tư thế trên tượng đá, bắt chước phương thức hành khí độc đáo đó. Mi tâm sáng lên một điểm màu vàng, nhanh chóng bao trùm nửa người hắn. Đột nhiên, khí cơ trong cơ thể bị ảnh hưởng, tựa như núi lửa phun trào, đánh vào kinh lạc cùng đan điền của hắn. Phốt! Chữ tương long phun ra một ngụm máu tươi, ngoài thân từng mạch máu vỡ tan, đan điền cũng bị khí cơ cùng bạo nổ cho rạn nứt, bị thương nặng. Sắc mặt hắn đột nhiên đỏ lên, mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống, cúi đầu nhìn quanh bản thân, nước sơn vàng ở cánh tay từng chút một chút đi. Tại sao có thể như vậy, bồ đồng xanh cũng không được sao, chữ tương long hiện lên ý niệm, hai mắt trợn lên, ngất đi. Qua nửa canh giờ, tâm phúc của chữ tương long tới tìm hắn, rốt cuộc phát hiện hắn chết ngất, hấp hối. Có thích khách, có thích khách. Trấn Bắc Vương Phi nghe xong thị vệ bẩm báo, đè nén cơn mừng trong lòng, hỏi, luyện công tẩu hỏa nhập ma. Đang yên đang lành, sao lại tẩu hỏa nhập ma? Thị vệ lắc đầu, ti chức không biết. Trấn Bắc Vương Phi đang nghe truyện trên TV audio CV vui vẻ nói, chết chưa? Thị vệ lại lắc đầu, tính mạng không đáng lo, nhưng đã bị thương nặng, thuật sĩ của ti thiên dám nói, cần nằm trên giường một tháng mới có thể khôi phục. Hơn nữa, phát hiện quá muộn, khí cơ đi ngược chiều, kinh mạch đứt đoạn, rất có thể tạo thành gốc rễ bệnh tật. Trấn Bắc Vương Phi nhất thời rất thất vọng. Nhưng, ti chức nghe nói, rất có thể có liên quan với tượng Phật hứa ngân la đưa tới. Thị vệ hơi do dự, nói. Có liên quan với hắn. Thằng nhóc thối này đã làm việc tốt sản khoái lòng người. Trấn Bắc Vương Phi cười tủng tiễn nghĩ. Đừng lên núi gập gần, Lý Diệu chân mặt đạo bào, trâm ngọc cài tóc, đeo pháp khí trường kiếm sư môn tặng cho, chậm rãi đi. Ven đường hoa dại rực rỡ, ánh nắng tươi sáng, non xanh nước biếc, nàng vừa đi, vừa xem, hạnh phúc hài lòng một cái ô giấy dầu đỏ ao đi theo bên cạnh nàng, dưới ô là tô tô nghiêng nước nghiêng thành. Mắt như nước sơn, môi đỏ mọng tươi đẹp, da thịt trắng như tuyết, mặc váy dài hoa mỹ phức tạp. Lý diệu chân đẹp thì đẹp, khí thế lại quá mức sắc bén. Trái lại tô tô, hoàn toàn là một trang phục thiên kim hào môn phong hoa tuyệt đại, sóng mắt lưu chuyển, nét quyến rũ tự nhiên, có một sự mị hoặc không nói rõ được. 80 dặm nữa là đến kinh thành rồi, chủ nhân, chúng ta ở lại kinh thành một thời gian, được không? Tô Tô nhìn phía nam, bao hàm chờ mong. Ti thiên giám ta cũng không quen, hứa thất an đã mất, không có mặt mũi hắn, Tống Khanh sẽ quan tâm ngươi mới là lạ. Lý Diệu chân biểu môi, không lưu tình chút nào đã kích. Vậy, Tô Tô hơi đảo mắt, giảo hoạt cười nói, ta nói mình là thê tử chưa đón về của hứa thất an. Lý Diệu chân cười lạnh một tiếng, vậy vừa lúc, nói không chừng siêu độ ngươi ngay tại chỗ, cho ngươi đi bầu bạn hắn. Tô Tô tức giận quay người, đứng ở ven đường, thở phì phì nói, ta không đi nữa, ta muốn về Thiên Tông, ta muốn về Thiên Tông. Tư Thái hờn dỗi, rất có thể câu dẫn lên nhu tình thương hương tiếc ngọc của nam nhân. Đáng tiếc Lý Diệu Chân không phải nam nhân, trở tay vỗ một phát vào óc nàng, có đi hay không? Tô Tô ăn đòn nhất thời ngoan, ai da, ngươi đừng đánh đầu ta mà, cũng bị đánh ngươi bẹp rồi. Lúc này lý Diệu chân cục thịt mũi sắc mặt thoáng nghiêm túc ta ngửi thấy mùi máu tươi nàng nhìn xung quanh một lát tập trung bụi cỏ phía trước một người một quỷ hai chủ tớ đẩy ra bụi cỏ tìm kiếm một lát ở trong cỏ dại ngang đầu gối tìm được một cái xác cái xác này mặc trang phục màu đen mất đầu trong tay cầm một cây đao thép bị quàng lưỡi vết sẹo to bằng miệng bát chỗ cổ đã khô lại biến thành màu đen thời gian chết ít nhất vượt qua hai canh giờ thậm chí lâu hơn nữa khẳng định là chết bởi giang hồ báo thù quán khí còn không nhẹ đâu chúng ta mang hắn chôn đi miễn cho hắn phơi thay hoang dã bảy ngày sau hóa thành oán linh tô tô đề nghị thân lạc mị nàng ngửi được một quán niệm cực kỳ nồng đậm quán niệm này vô cùng có khả năng khiến người chết ở bảy ngày sau hóa thành oan hồn đương nhiên loại hồn phách này không thể tồn tại lâu dài ngắn thì vài canh giờ lâu là mấy ngày sẽ tiêu tán nhưng con đường lên núi này không phải hoang tàn vắng vẻ, nếu ở trước khi oan hồn tiêu tán, có lữ nhân đi qua, rất có thể sẽ bị oan hồn công kích, nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì tử vong. Tô Tô cho rằng, nên kịp thời ngăn chặn chuyện như vậy. Quán niệm sâu như vậy, lúc còn sống chỉ sợ có việc lớn gì, mới khiến hắn không cam lòng như vậy. Ta thử triệu hồi một chút hồn phách của hắn, xem xem là chuyện gì. Lý Diệu chân trầm ngâm nói. Không phải chứ, không phải chứ, chủ nhân ngươi thực cảm thấy mình là nữ hiệp sao? Tô Tô nhảy nhót tại chỗ, nói, ngươi là thánh nữ thiên tông, ngươi tương lai là phải thái thượng vong tình. Sinh lão bệnh tử ân oán tình thù ở thế gian, với ngươi mà nói đều là mây bay. Vong tình mà trí công, không bị cảm xúc dao động, không bị tình cảm quấy nhiễu. Nữ hiệp chỉ là chúng ta vì ngụy trang thân phận, chế định một nhân vật cho bản thân mà thôi. Thiên chi chí tư, dụng chi chí công, Ngươi khi nào có thể thờ ơ lạnh nhạt, yêu hận tình thù, bất chút dao động, không ngăn cản không can dự người đời, vậy ngươi có thể tu thành chính quả. Chúng ta mang hắn chôn là được, cần gì gây thêm chuyện. Ngươi câm miệng đi. Lý Diệu Chân không kiên nhẫn nói, ý nghĩa thâm ảo tôn chỉ của Thiên Tông, cần ngươi đến dạy ta. Thái thượng vong tình là không sai, nhưng nếu ngay cả cái gì là tình cũng không biết, làm sao vong tình. Nói vong là vong sao? Với lại nàng không cảm thấy hành hiệp trượng nghĩa có cái gì sai. Vì sao có một số kẻ luôn mang lòng người dễ thay đổi treo ở bên miệng? Là vì kẻ thích chỏ mũi vào chuyện người khác quá ít. Nếu mỗi người đều có một trái tim hành hiệp trượng nghĩa, thích chỏ mũi vào chuyện người khác, thế thái cũng sẽ không nóng lạnh. Lý Diệu chân mang cái xác nâng đến ven đường, dặn dò Tô Tô lấy ra ba đoạn ống trúc, trong ống trúc phân biệt là nước bùng màu đen, máu đen, dược liệu phát ra khí lạnh thành phần chủ yếu của nước bùng màu đen là bãi tha ma đào móc ra bùng xác kèm theo các loại tài liệu âm tính máu đen thành phần chủ yếu là máu kinh sử nữ sinh ra vào giờ âm kèm theo các loại tài liệu âm tính dược liệu phát ra khí lạnh là một ít dược liệu sinh trưởng ở nơi cực âm cái xác này thời gian chết quá lâu không thể trực tiếp triệu hồi hồn phách hơn nữa lại là trạng thái phơi thay hoang dã cưỡng ép triệu hồi hồn phách sẽ lập tức tiêu tán ở trong lực lượng thái dương Tô Tô thuần thục dùng ba loại tài liệu điều phối mực nước, cũng lấy ra một cái bút lông xương ngón tay làm thân, chấm mực, đưa cho Lý Diệu Chân. Lý Diệu Chân ở trên cái xác khắc hoa văn bùa chú cổ quái hoặc vặn vẹo phô trương, hoặc hàm súc nội liễm, cũng lẩm bẩm, theo trận pháp từng bước thành hình, quanh mình nổi lên từng làn gió âm, mặt trời giống như mất đi nhiệt lượng. Khi một nét bút cuối cùng hạ xuống, gió âm quyển cuốn theo từng đạo hồn phách tan vỡ mà đến, từ ven đường, từ trong bụi cỏ, từ giữa không trung ngưng tụ phía trên cái xác hóa thành một cái hư ảnh không đủ chân thật đó là một hán tử gầy gò ánh mắt dại ra ngơ ngác lơ lửng ở phía trên cái xác lý diệu chân nhíu mày đạo môn là kẻ chơi quỷ lành nghề chỉ nhìn một cái nàng liền xác nhận quỷ hồn này bị hao tổn nghiêm trọng trước khi chết có bị người ta châm chích công kích hồn phách nhưng đối phương hẳn là võ phu năng lực có hạn không thể hoàn toàn hủy diệt hồn phách ngươi là ai lý diệu chân hỏi đồng thời nâng ngón tay đưa một luồng âm khí tẩm bổ hồn phách quỷ hồn được âm khí tẩm bổ vẻ mặt dạy ra có sự biến hóa lẩm bẩm huyết đồ ba ngàn dặm huyết đồ ba ngàn dặm xin triều đình phái binh thảo phạt lý diệu chân liên tục truy hỏi vài lần quỷ hồn lăn qua lộn lại chỉ một câu như vậy nhiều nữa hắn cũng không nói ra được huyết đồ ba ngàn dặm lý diệu chân sắc mặt nghiêm túc lẩm bẩm xử lý hắn như thế nào Tô Tô ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Hồn phách hắn không trọn vẹn, muốn khiến hắn nói ra nội dung tiếp sau, phải dưỡng hồn, nhưng dưỡng hồn là quá trình lâu dài, trong ngắn hạn không thể trông cậy vào. Ánh mắt Lý Diệu Chân theo đó rơi ở trên cái xác, chợt có ý tưởng. Nếu có thể tra ra thân phận người này, có lẽ có thể tiến một bước biết được tin tức, biết hắn muốn nói là chuyện gì. Chủ nhân nói có đạo lý. Tô Tô Nhu Thuận gật đầu, sau đó hỏi, tra như thế nào? Ta làm sao biết? Lý Diệu Chân trầm ngâm không nói, không ngừng suy tư, trong đầu không tự chủ được nhớ lại tình huống lúc vụ án Vân Châu, phối hợp Hứa Thất An tra án. Nàng cố gắng nhớ lại, ý đồ tham khảo lối suy nghĩ của Hứa Thất An để phá giải bí ẩn cái xác này, nhưng nàng thất bại. Trong không khí trầm mặc, Tô Tô thấp giọng nói, nếu tiểu tử đó còn sống, khẳng định có biện pháp. Ngươi cũng nghĩ tới hắn? Lý Diệu Chân bất động thanh sắc gật đầu, nói hắn là người năng lực phá án mạnh nhất ta từng gặp, từng mang cái xác trở lại kinh thành, giao cho nha môn đi. Người này ở núi hoang cách kinh thành không xa bị giết hại, tám phần là gặp chẳng giết. Dứt lời, Lý Diệu Chân lấy ra mảnh vỡ địa thư, nhắm cái xác, hào quang chợt lóe, cái xác biến mất không thấy. Nàng tiếp đó mở túi thơm bên hông, mang tàn hồn thu vào trong đó. Bởi vì có nhạc đệm này, chủ tớ không chậm rãi đi dạo nữa, Lý Diệu Chân mang Tô Tô thu vào túi thơm, triệu hồi ra phi kiếm, nhanh nhẹn nhảy lên sống kiếm. Phi kiếm vù một tiếng, xé gió mà đi. Một khắc đồng hồ sau, nàng thấy đường nét nguy nga của kinh thành, thấy thôn trang cùng trấn nhỏ quay chung quanh kinh thành mà xây, chi chít như sao trên trời. Lý Diệu chân hạ phi kiếm xuống, ở ngoài thành hạ xuống đất, phi kiếm có linh, tự động về vỏ. Xoát! Nàng rung lên tấm gương ngọc thạch nhỏ, mặt gương bay ra một người giấy sinh động như thật, cành trúc làm xương, mặt mày như vẻ. Vỗ túi thơm, tô tô hóa thành làn khói phiêu ra, lượng lờ tiến vào người giấy. Người giấy nhất thời sống lại, mặt mày sinh ra linh động, giấy làm thân thể hóa thành máu thịt, váy dài bay bay. Chủ tớ nhìn nhau cười, tiến vào kinh thành. Chủ nhân, ta là lần đầu tiên đến kinh thành, đều nói đây là thành thị giỏi thủ nhất của đại phụng, thành thị phùng hoa nhất đất liền. Tô tô nhảy nhót nói, sau khi xuyên qua cửa thành, nàng sốt ruột không dằn được nhìn chung quanh trầm ổn chút, nhân sinh cùng quỷ sinh của ngươi, cộng lại tốt xấu cũng tiếp cận 40 tuổi rồi. Lý Diệu chân nói xong, đi về phía bản bố cáo bên tường thành. Đến mỗi một chỗ thành thị, nàng sẽ theo bản năng xem bản bố cáo, bên trên sẽ có bố cáo quan phủ giáng bao gồm chính lệnh triều đình, hịch văn truy nã các thứ. Chủ nhân ngươi bệnh cũ lại tái phát rồi, kinh thành cao thủ nhiều như mây, cho dù có hịch văn, cũng không tới lượt ngươi đi thay trời hành đạo. Tô tô cầm ô đỏ, che ánh nắng. Lúc này, nàng thấy thân thể Lý Diệu chân chợt cứng đờ, mắt chậm rãi mở to, nhìn chầm chầm bố cáo nào đó trên tường, lộ ra biểu cảm khó có thể tin. Nàng cực ít thất thố như vậy, nhìn thấy cái gì? Tô Tô xuất phát từ tò mò, đi qua, cùng Lý Diệu chân sóng vai, nhìn về phía hịch văn. Ngay sau đó, nàng trợn lớn mắt hạnh, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận khẽ hé ra, như là gặp quỷ. Cái so sánh này không thỏa đáng, như là thấy đạo nhân thay trời hành đạo. Không biết là quá mức chấn động, hay là kích động, cái tay cầm ô đỏ khẽ phát trung. Ánh mặt trời sau buổi trưa hơi nóng bức, hứa thất an mang theo đồng la cấp dưới tuần phố. Đoạn thời gian trước, Ngụy Uyên tiếp thu đề nghị của hắn, cũng ở trên cơ sở của hắn, tổ chức một đội ngũ lâm thời, đội ngũ do nhân sĩ giang hồ tạo thành. Để bọn họ phụ trách bảo vệ trị an kinh thành, triều đình sẽ cho đại ngộ cùng thù lao tương đối hậu đãi chính sách này kỳ diệu ở chỗ từ trên căn bản giải quyết cảnh tượng trị an hỗn loạn vì sao sự kiện trộm cắp cướp bóc nhìn mãi quen mắt bởi vì đại bộ phận nhân sĩ giang hồ đều là lưu manh không có nghề nghiệp cố định kinh thành giá cả lại đắt không ăn trộm không cướp sinh tồn như thế nào cho bọn họ một nghề nghiệp kiếm tiền để bọn họ bảo vệ trị an lấy máu của người đánh thuẫn của người đương nhiên mỗi một đội trị an do nhân sĩ giang hồ tổ chức đều sẽ có nhân mã triều đình giám thị cũng phải phòng bị bọn họ hành pháp mà lại phạm pháp. Trải qua vài ngày đầu tiên nghiêm trị, nhân sĩ giang hồ ùa vào trong thành an phận hơn không ít. Cho nên, hứa thất an tính đi câu lan nghe khúc. Ăn no ấm cực, nhưng chuyện này một khi thỏa mãn, nhân loại sẽ muốn theo đuổi hưởng thụ cấp bậc cao hơn, đó là hưởng thụ về tinh thần. Thế giới này không có máy tính, không chơi game được, không xem phim được, chỉ có đi câu lan xem diễn nghe khúc để duy trì sinh hoạt thể diện hứa thất an dẫn các đồng la vào câu lan gọi một nhã gian uống trà ăn dưa và trái cây xem hí khúc trong sảnh đột nhiên cảm giác tim đập nhanh quen thuộc truyền đến hứa thất an xoay người đi ngăn trở tầm mắt các đồng la lấy ra mảnh vỡ địa thư nhìn cả kinh biến sắc hai hứa thất an còn chưa chết hai vì sao không có ai nói cho ta biết hứa thất an còn chưa chết vì sao các ngươi không nói cho ta biết hứa thất an chưa chết sau hai dòng truyền thư liền không còn động tĩnh 4. ừng lý diệu chân không biết hứa thất an còn sống sao sở nguyên chẩn truyền thư biểu đạt nghi hoặc một sau vụ án vân châu cô ấy luôn bôn ba khắp nơi không biết hứa thất an chết mà sống lại cũng là bình thường nhưng theo tin tức đấu pháp truyền đến cô ấy biết việc này là sớm hay muộn a à, cô ấy và hứa thất an ở vân châu kết tình nghĩa thâm hậu kích động như thế không kỳ quái sao cảm giác số 1 đang vui sướng khi người gặp họa. Lòng Hứa Thất An trầm xuống. Sáu, số 2 sao lại không nói chuyện nữa? Hàng Viễn cũng tham dự thảo luận. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, châm chức truyền ra, ba, số 2, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Dòng truyền thư này còn chưa phát ra, đám người diễn đàn nói chuyện phím địa thư liền thấy Kim Liên đạo trưởng truyền thư, Lý Diệu Chân đã đến kinh thành. Sau đó, mọi người không còn nhận được truyền thư bên đường lý diệu chân cả người phát trung nắm mảnh vỡ địa thư ngón tay rung rung đưa vào truyền thư hứa thất an ngươi tên khốn này ngươi còn muốn gạt chúng ta tới khi nào truyền thư ra ngoài hồi lâu không có đáp lại lý diệu chân càng tức trung lên truyền thư nói chẳng lẽ các ngươi đều biết hắn là số ba liên hợp lại gạt ta chỉ có như vậy mới có thể giải thích mọi người vì sao không đề cập tới tin tức hứa thất an chưa chết cũng có thể giải thích vì sao mọi người giờ phút này im lặng. Chính, Diệu chân, bọn họ không biết thân phận hứa thất an. Về phần hắn vì sao sống lại, kể ra thì dài, ta cho ngươi một địa chỉ, ngươi tới nơi này tìm ta. Lúc này, Lý Diệu chân thu được Kim Liên Đạo trưởng truyền thư. Lý Diệu chân nhìn chầm chầm truyền thư của Kim Liên Đạo trưởng, tâm tình phức tạp, không phân biệt rõ mình là giận hay là mừng, hoặc là, là cảm thấy xấu hổ. Chủ nhân, Tiểu tử đó thật sự chưa chết. Truyền thư chấm dứt, Tô Tô sốt ruột không chịu được truy hỏi. Dung nhan tuyệt đẹp của nàng lộ ra khẩn trương cùng mừng thầm, tựa như nam nhân kia chết sống, đối với nàng mà nói phi thường quan trọng. Lý Diệu chân đè nén cơn tức từng một tiếng. Nhớ tới mình khoảng thời gian này thường xuyên cùng mị bên người cảm khái trời ganh ghét anh tài, hứa thất an chết đáng tiếc, nàng liền có loại cảm giác xấu hổ che mặt tìm kẻ đất chui vào. Tô Tô cũng có cảm thụ tâm lý như vậy, cho nên, chủ tớ liếc nhau, ăn ý dời ánh mắt đi. Chính, Lý Diệu chân đã vào thành, ngươi muốn gặp nàng một lần hay không? Ta tuy che chắn nàng, không để nàng nói quá nhiều, nhưng nên đến vẫn phải đến. Trong câu lan, hứa thất an thu được kim liên đạo trưởng truyền thư. Đạo trưởng, làm khá lắm. Hứa thất an đuôi lông mày nhếch lên, mặt lộ vẻ vui mừng, truyền thư đáp lại, ta có thể gặp nàng. Chính, đến chỗ ở của ta đi. Hứa thất an thu lại mảnh vỡ địa thư, ném mấy viên bạc vụn, nói, bản quan còn có việc phải xử lý, các ngươi uống rượu xong, tiếp tục tuần phố. Vâng, đầu nhi. Ngoại thành, cửa tiểu viện nào đó trồng cây liễu. Lý Diệu chân mặt đạo y nhẹ nhàng gõ vang cửa sân, mấy hơi thở sau, cửa sân tự động mở, truyền đến thanh âm ôn hòa của kim liên đạo trưởng, mời vào. Lý Diệu chân mang theo quỷ phó Tô Tô đi vào, xuyên qua tiểu viện, vượt qua bậc cửa, ở trong phòng gặp được kim liên đạo trưởng khoanh chân mà ngồi. Tóc lão hoa râm, rủ xuống từng lọn tóc, hình tượng lôi thôi tùy tính trước sau như một. Cốt lắm, không hổ là một trong những đệ tử có thiên phú nhất thiên tông, người đã bước vào nguyên anh cảnh. Kim liên đạo trưởng tán dương. Đạo môn tứ phẩm, nguyên anh. Sở nguyên chẩn kiếm pháp cao thâm, không bước vào tứ phẩm, ta chỉ sợ rất khó chiến thắng hắn. Lý Diệu Chân nói. Ta nhớ sư huynh ngươi đã sớm là tứ phẩm Nguyên Anh, hắn vẫn chưa có tung tích sao? Kim Liên Đạo trưởng hỏi. Ai biết được, có lẽ chết bởi nữ nhân nào đó trả thù, có lẽ bị lão thân mật nào nhốt lại, coi làm của riêng. Chuyện của hắn ta lười quản. Lý Diệu chân giọng điệu không sao cả. Kim Liên Đạo trưởng trầm ngâm nói, nói thật, ta cũng không hy vọng ngươi tự đấu cùng sở Nguyên Chẩn, thậm chí không muốn nhìn thấy hai ngươi giao thủ. Lý Diệu chân thản nhiên nói, đây là số mệnh của đạo môn, thiên nhân hai tông đấu vô số năm, vẫn chưa phân thắng bại. Mà nay trưởng giáo bước vào nhất phẩm, rốt cuộc có thể là một cái chấm dứt cho trận chiến đạo thống này. Kim Liên đạo trưởng cười cười, chưa tiếp tục đề tài này. Lý Diệu chân hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói, hứa thất an là chuyện thế nào. Hắn chưa chết, ngày đó dùng thoát thai hoàng của ti thiên giám, giả chết mà thôi, Kim Liên đạo trưởng giải thích đơn giản nguyên do trong đó vì sao phải giấu giếm chúng ta mãi? Tô Tô tức giận nói. Vấn đề này, các ngươi tự hỏi hắn. Kim Liên đạo trưởng cười nhìn về phía sân. Tiếng vó ngựa cộc 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 truyền đến, hứa thất an cưỡi ngựa, dừng ở ngoài sân. Hắn mang con ngựa cái nhỏ buộc lại, tiến vào sân, đi vào phòng, hướng Lý Diệu chân lộ ra một nụ cười xấu hổ mà không mất lễ phép. Đã lâu không gặp, Lý Tướng Quân sao thay đổi cách ăn mặc rồi sau đó liếc nữ thần người giấy của tống đình phong cùng chu quản hiếu trêu chọc tô tô cô nương ngươi quyết định xong rồi sao muốn làm tiểu thiếp của ta hay không hừ tô tô trừng mắt nhìn hắn một cái quay mặt qua chỗ khác một bộ dáng rất chán ghét ta là đệ tử thiên tông thiên nhân chi tranh tất nhiên là ăn mặc như vậy lý diệu chân mặt không biểu cảm nói xong hừ nói ta muốn mang chuyện ngươi là số ba công bố cho toàn bộ người nắm giữ mảnh vỡ địa thư Hứa thất an cười cười, không sợ chút nào cả, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, rót cho mình chén nước, vừa uống vừa nói. Lý tướng quân muốn làm cái gì, ta tất nhiên là không thể ngăn cản. Nhưng, vừa vặn ta cũng có rất nhiều chuyện, chưa chia sẻ với bọn họ. Ví dụ như từng chi tiết ở Vân Châu, ví dụ như. Lý tướng quân nói, mình là thiên tài phá án. Đương nhiên, còn có càng nhiều hơn nữa. Đến đi, thương tổn lẫn nhau, ai sợ ai. Lý Diệu Chân cố gắng chống đỡ che giấu vẻ mặt, chịu đựng cảm giác xấu hổ trong lòng, lạnh như băng nói, ta không để ý trước khi thiên nhân chi tranh, giáo huấn trước một phen. Bàn tay nhỏ vỗ mặt bàn, phi kiếm phía sau lưng ra khỏi vỏ, ở giữa không trung vòng một nửa hình cung, chọc về phía mông hứa Thất An. Tô Tô vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Lý Diệu Chân dùng ánh mắt đánh giá Kim Liên đạo trưởng, nàng cho rằng Kim Liên đạo trưởng tất nhiên sẽ ngăn mình, nhưng nàng nhìn thấy là kim liên đạo trưởng vuốt râu mà cười, không có ý tứ ngăn trở. Hừ, xem ra đạo trưởng cũng cảm thấy người này đáng hận, muốn để ta dạy dỗ hắn. Ý niệm hiện lên, Lý Diệu chân liền thấy tiểu tử kia đầu cũng không quay lại, đưa tay chụp vào phi kiếm. Bàn tay hứa thất an nhanh chóng nhụn lên một tầng ánh sáng vàng nồng đậm, đinh, lòng bàn tay truyền đến tiếng vang sắc bén kim loại va chạm. Lý Diệu chân đứng bật dậy, mắt đẹp trợn to, khó có thể tin nhìn chầm chầm cánh tay hứa thất an, dùng một loại thanh âm như kinh ngạc than thở. Phật môn kim thân Hứa thất an nhếch miệng nói, không sai, khi đấu pháp thắng được kim cương thần công. Lý tướng quân, phi kiếm này của ngươi có chút mềm, thêm chút lực đạo. Đấu pháp thắng được Phật môn kim thân. Lý diệu chân ngạc nhiên, trong bố cáo triều đình cũng không có ghi nội dung tương quan. Chủ nhân, hắn kinh thường ngươi đó. Tô Tô lập tức đổ thêm dầu vào lửa. Vừa rồi lo lắng là phát ra từ trong lòng, nhưng bây giờ đổ thêm dầu vào lửa, cũng là thật tâm. Đang muốn lĩnh giáo phi kiếm của đạo môn. Hứa thất an nhướng mày. Được. Lý Diệu chân liền không nương tay nữa, thao túng phi kiếm ý đồ giải thoát hứa thất an trói buộc, ong ong ong, phi kiếm không ngừng chấn động, nhưng không cách nào thoát ly bàn tay. Thiên tông thánh nữ lộ ra nét trịnh trọng, một tay bắt quyết, phi kiếm lui thành tiếng, từng chút một thẳng tiến. Cơ nhai bên má hứa thất an phồng lên, cái trán cùng bàn tay lộ ra gân xanh, giống như đang vật tay với người ta. Bàn tay cùng phi kiếm ma sát ra thanh âm khiến người ta ghê răng. Đấu sức không tiếng động duy trì vài giây, chỉ nghe tầm một tiếng, nóc nhà bị khí cơ cùng bạo hất bay, xà nhà gãy cùng mái ngói, rầm rầm rơi xuống, cửa sổ cũng ở nháy mắt nổ tung. Tô tô không hổ là lão quỷ 20 năm, khởi động vách trắng âm khí, miễn cưỡng ngăn trở khí cơ va chạm. Điểm đến là dừng, điểm đến là dừng. Kim liên đạo trưởng đau lòng hô dừng. Hứa thất an cùng lý diệu chân liếc nhau, một người thu kiếm, một người thu tay lại. Ngắn ngủn mấy tháng, tu vi hắn thế mà lại tinh tiến đến cảnh giới bậc này. Lý diệu chân có chút phức tạp nhìn hứa thất an, khi gặp ở Vân Châu, hắn là một bác phẩm võ giả đang trùng kích luyện thần cảnh. Ở trong mắt Lý Diệu chân lúc ấy ngũ phẩm, tu vi như vậy coi như không tệ. Ai ngờ hai ba tháng sau, hắn lại đã cường đại đến mức này. Phải biết rằng tu vi mình tinh tiến cũng không chậm, nàng bây giờ là đạo môn tứ phẩm Nguyên Anh, nay đã khác xưa. Nhưng bây giờ, Lý Diệu chân có loại cảm giác vô lực thiên phú mình cũng chỉ có vậy mà thôi. Khụ khụ. Kim Liên đạo trưởng ho khan một tiếng, cười nói, người lấy phi kiếm tấn công thân thể hắn, là lấy sở đoạn của mình công sở trường của hắn luận bàn một phen nho nhỏ, không cần coi là thật. Lý Diệu Chân là tứ phẩm cao thủ, thủ đoạn thiên tông còn chưa thi triển, phi kiếm thuật muốn chém lục phẩm đồng bì thiết cốt trái lại không có vấn đề, nhưng chống lại Phật môn Kim Cương thì có chút vô lực. Kim Cương thần công của tiểu tử này vì sao tinh tiến thần tốc như thế? Kim Liên đạo trưởng liếc hứa thất an, trong lòng hiện lên nghi hoặc. Thực đánh nhau, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn công phá kim cương bất bại của ta, cũng phải tiêu phí chút khí lực. Hứa thất an khiêm tốn nói, sau đó ở trong lòng bổ sung một câu. Nhiều nhất 7 ngày, ta hấp thu xong tinh huyết của thần thù hòa thượng, thì có thể mang kim cương thần công tăng lên tới cảnh giới tiểu thành. Thần thù hòa thượng để lại cho hắn tinh huyết, hiệu quả thật sự là tăng lên tốc độ tu hành kim cương thần công. Bởi vì bản thân thần thù chính là kim cương thần công đại thành. Tinh huyết của hắn phù hợp hoàng mỹ kim cương thần công, hứa thất an chỉ cần khi tu hành công pháp này hấp thu tinh huyết liền có thể tăng lên cảnh giới kim cương thần công lý diệu chân thừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác sau khi xuất kiếm cơn tức nghẹn trong lòng nàng tiêu tán bộ phận không khó chịu giống vừa rồi nữa đồng thời uy hiếp của hứa thất an đã khiến nàng sinh ra do dự nếu công bố thân phận hứa thất an mỗi tiếng nói cử động của nàng lúc trước ở vân châu cũng sẽ bị công bố ở trong thiên địa hội Loại cách làm hại người hại mình này, không phù hợp tác phong Thiên Tông thánh nữ của nàng. Nàng xem như hiểu nguyên nhân Hứa Thất An cố ý giấu giếm thân phận của mình. Lúc trước hắn từng khoác lác, so với nàng càng sâu gấp trăm lần, cái này nếu công bố ra, liền không có cách nào làm người nữa. Diệu Chân nếu không muốn ở khách sạn, có thể tá túc ở phủ Hứa Thất An, số năm cũng ở nơi đó. Hứa phủ ở nội thành, là tòa nhà lớn có ba sân, cực kỳ khí phái kim liên đạo trưởng nói ngươi lại thế nhà ta từ bao giờ trở thành nơi nhận nuôi trẻ mồ côi thiên địa hội khóe miệng hứa thất an giật giật mắt cô tô, tô sáng lên so sánh với ở khách sạn đương nhiên là ở trong đại viện càng thoải mái hơn hơn nữa nàng cũng muốn thừa dịp buổi tối câu dẫn nam nhân này để hắn mang mình đi ti thiên giám lý diệu chân thì nghĩ tới cái xác không đầu kia nàng đang phiền não năng lực phá án có hạn nếu giao cho nha môn nguy cơ tín nhiệm triều đình của nàng khiến nàng kháng cự từ đáy lòng. Sợ hãi những kẻ ngồi không ăn bám kia không coi trọng. Vừa lúc có thể mang chuyện này giao cho hứa thất an xử lý, còn có thể từ bên cạnh hắn học được một ít kỹ xảo phá án hữu dụng. Vì thế, Lý Diệu chân gật gật đầu, nói, được, ta cũng muốn gặp số năm một chút, cô ấy một đường bắt thường, ngàn dặm xa xôi, khẳng định từng chịu không ít đau khổ. Luôn cảm thấy Kim Liên đạo trưởng còn có lời gì muốn nói với ta. Hứa Thất An sâu sắc phát hiện ánh mắt Kim Liên đạo trưởng liên tiếp đánh giá mình, hắn mặt ngoài không biểu hiện gì, thậm chí mặt mỉm cười. Lý tướng quân, theo ta về phủ. Kim Liên đạo trưởng nhìn theo hai người một quỷ rời khỏi, trầm ngâm nói, chờ thiên nhân chi tranh chấm dứt, ta liền rời khỏi kinh thành, trước đó, phải nghĩ cách đảo loạn trận tranh đấu này. Diệu chân. Trên lưng ngựa, Hứa Thất An vừa mở miệng, đã bị Lý Diệu chân sửa đúng, Thiên Tông thánh nữ hầm hừ nói: ngươi vẫn gọi ta lý tướng quân đi. Vậy xa lạ bao nhiêu chứ, chúng ta cũng thân như vậy rồi. Hứa thất an mặt dày, cười nói, về thiên nhân chi tranh, ta có cái nghi hoặc. Lý Diệu chân mắt nhìn phía trước, không nhanh không chậm đi theo bên cạnh con ngựa cái nhỏ, đối với vấn đề của hắn không thèm để ý tới. Trong lòng nàng còn có cân tức, không muốn để ý ta. Hứa thất an ý niệm chuyển động, giọng điệu lơ đãng nói. Chúng ta hẳn là còn chưa từng nói, tình hình ngày đó ở tương thành tìm kiếm số 5. nghe vậy lý diệu chân nghiêng đầu nhìn lại cắn răng nói đạo trưởng luôn che chắn mảnh vỡ địa thư của ta ta sớm nên nghĩ đến hắn là vì che giấu tin tức ngươi sống lại kim liên đạo trưởng giúp hứa thất an lừa gạt nàng chuyện này lý diệu chân bây giờ còn canh cánh trong lòng những thứ này đều không quan trọng quan trọng là chúng ta phát hiện ngôi mộ đó niên đại xa xưa khó có thể tưởng tượng là mộ lớn của tiền bối đạo môn cũng vô cùng có khả năng là đạo nhân nhân tông. Hứa thất an tung mồi câu. Nhân tông. Lý Diệu chân nhìn hắn, trong mắt tràn ngập tò mò. Đúng vậy, là đạo nhân nhân tông soán vị đăng cơ. Nụ cười trên mặt hứa thất an càng thêm nồng đậm. Lúc này, hắn mang tình huống trong ngôi mộ lớn, từ đầu tới cuối nói cho Lý Diệu chân tựa như kể chuyện xưa, ba hoa chíp chòe. Trong đó không bao gồm thần thù hòa thượng cùng thay khô vấn đáp lý diệu chân nghe say sưa không còn tư thái cao ngại lạnh lùng nữa có chút nhiệt tình thảo luận với hắn điều này làm ta nhớ tới sư tôn trước kia từng nói ông nói trong thiên địa nhân tam tông nhân tông ngu xuẩn nhất bởi vì bọn họ chủ động dựa vào khí vận nhân gian địa tông tiếp theo tu công đức những phúc duyên nhưng việc thế gian có nhân có quả há là ba chữ làm việc thiện có thể giải thích tất cả cho nên người địa tông khi nhị phẩm thường thường nhân quả quấn thân dễ rơi vào ma đạo đạo thủ địa tông chính là ví dụ vì sao nhân tông chủ động dựa vào khí vận nhân gian ngu xuẩn nhất khí vận nhân gian không thể đụng vào hay là như thế nào a à, cho nên vị tiền bối nhân tông kia cuối cùng rút đi thân thể cũ hứa thất an gật đầu vậy thiên tông thì sao thiên tông tự nhiên là đi đại đạo thái thượng vong tình thiên nhân hợp nhất đây là thiên đạo lý diệu chân nâng cái cằm nhòn nhọn thiên tông chú ý thái thượng vong tình cảnh giới cao nhất là thiên nhân hợp nhất dựa theo lý niệm này không nên đối với mọi sự vạn vật đều lạnh nhạt sao vì sao chấp nhất ở thiên nhân chi tranh như thế chấp nhất vào đạo thống như thế hứa thất an thuận thế hỏi ra nghi hoặc của mình vừa rồi lý diệu chân có chút kinh ngạc liếc hắn một cái ngươi có thể nghĩ đến một điểm này cũng là khó được dừng một chút nàng lắc đầu nói Ta không biết, chính như ngươi nói, chấp nhất tranh đấu như thế, quả thật không phù hợp lý niệm thiên tông. Nhưng sư môn có nguyên nhân của sư môn, ta từng hỏi, nhưng chưa nhận được đáp án. Nói cách khác, thiên nhân chi tranh ở mặt ngoài là tranh lý niệm cùng đạo thống, thật ra sau lưng còn có một nguyên nhân tầng sâu hơn nữa. Mà nguyên nhân này, thân là thiên tông thánh nữ cũng không biết. Nước của đạo môn rất sâu. Nửa canh giờ sau, bọn họ đã đến hứa vũ. Tô tô theo phía sau hứa thất an nhìn chung quanh rất hài lòng đối với bố cục cùng bố trí của hứa phủ không tệ ở kinh thành ở nhà lớn như vậy người có phải tham ô rất nhiều ngân lượng hay không đúng vậy cho nên chỉ cần đi theo ta về sau khẳng định ăn ngon mặc đẹp hứa thất an thuận miệng trêu đùa đi tới nội viện bọn họ thấy lệ na dẫn theo hứa linh âm ngồi ở trên bậc cửa trên đầu gối hai người đều đặt một đĩa bánh móng ngựa lệ na rất tức giận nói đứng trung bình tấn nha, không đứng trung bình tấn không thể ăn bánh. Tiểu đậu đinh trả lời, muội mệt rồi mà, muội mang bánh móng ngựa chia cho tỷ một nửa, vậy muội hôm nay trung bình tấn chỉ đứng một nửa, được không? Lệ na, được được. Đại A. Tiểu đậu đinh thấy hứa thất an trở về, ngạc nhiên lẫn vui mừng hô một tiếng, sải đôi chân ngắn, một chiêu ác long va chạm, lao vào trong lòng hứa thất an. Cô ấy chính là số 5. Lý Diệu Chân đánh giá Lệ Na. Một thiếu nữ rất đẹp, tóc đen phủ vai, đoạn cuối hơi xoăn, làn da là màu tiểu mạch khỏe mạnh, ánh mắt tựa như biển lớn xanh thẳm, trong suốt sạch sẽ. Lệ Na cũng chú ý tới Lý Diệu Chân, nhưng chưa nói gì, yên lặng nhìn nàng. Hứa Thất An vẫy vẫy tay, nói, "Lệ Na, nàng chính là số 2, Thiên Tông Thánh nữ Lý Diệu Chân." Lệ Na vừa nghe, khuôn mặt nhất thời hiện lên nụ cười nhiệt tình, mang theo bánh móng ngựa, nhảy nhót qua đó. Nha, ngươi chính là số 2. Ăn bánh móng ngựa không? Quả nhiên bộ dáng không quá thông minh. Lý Diệu chân lắc đầu, hỏi, từ Nam Cương đến Kinh Thành, đường xá xa xôi, chịu không ít đau khổ nhỉ. Đúng đúng. Lệ Na dùng sức cực đầu, nói về lịch trình gian khổ đi về phía Bắc của mình, từng bị người ta lừa bạc, từng bị lừa đi làm khổ lực, vì một bữa cơm chịu mệt nhọc làm việc cho người ta. Còn bị nhân sĩ giang hồ thèm thuồng sắc đẹp của nàng dùng khói mê hạ lưu đánh lén, cũng may nàng là người cổ tộc, cực uyên cũng từng đi, thuốc độc bình thường không có tác dụng với nàng. Nàng cho rằng nghề nghiệp nhẹ nhàng nhất, vui vẻ nhất chính là ăn xin, cái gì cũng không làm, cầm cái bát vỡ ngồi ở trên đường, liền có người thiện lương thưởng cho tiền. Lý Diệu Chân nghe xong, thật lâu nói không ra lời. Tỷ tỷ thật xinh đẹp. Tiểu Đậu Đinh đi đến bên người Tô Tô, ngửa khuôn mặt nhỏ hâm mộ nhìn nàng. Tô Tô cảm thấy đứa nhỏ này ngốc nghếch, bộ dáng rất thú vị, vì thế làm bộ dạng dữ tợn, nhe răng trợn mắt, ta là quỷ. Tiểu đậu đinh ngây người, sững sờ nhìn nàng, đột nhiên, tực một tiếng, nuốt nuốt nước bọt. Tô Tô, chấm hỏi. Trong lòng Lý Diệu chân tràn ngập đồng tình cùng thương hại, Trấn An lệ na vài câu, quay đầu nhìn về phía hứa thất an, ta trên đường đến Kinh Thành, phát hiện một cái xác, hắn tựa như là bị người ta diệt khẩu. Ta triệu hồi tàn hồn hỏi, phát hiện một việc lớn. Việc lớn. Hứa thất an nhíu nhíu mày, nói, đi thư phòng nói. Lập tức dẫn theo lý diệu chân hướng thư phòng bước đi, tô tô cầm ô đỏ, đi theo phía sau hai người, đi một đoạn, nàng quay đầu nhìn lại. Tiểu đậu đinh còn đang nhìn nàng, ánh mắt đó, tràn ngập khát vọng cùng tính xâm lược. Nam nhân thối, đứa nhỏ này nhà ngươi, có phải sợ não có bệnh hay không? Tô tô chạy chậm vào thư phòng, loại cảm giác đứng ngồi không yên đó mới biến mất, thật kỳ quái, nàng thế mà bị một đứa con nít 5-6 tuổi nhìn chầm chầm cả người không được tự nhiên. Ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh. Ồ, quên cả nhà ngươi đã bị tịch thu gia sản chém đầu. Hứa thất an không lưu tình chút nào đáp lại, hắn đã quên một câu nói đùa lúc trước của thẩm thẩm, cho rằng Tô Tô là đang ghét tiểu đậu đinh. Két. Hứa thất an đóng lại cửa thư phòng, vốn định rót cho Lý Diệu chân một chén trà, suy xét đến kế tiếp có thể phải khám nghiệm tử thi, không phải thời cơ uống trà, liền không dâng trà lên cho khách nhân. Lý Diệu Trân cũng không nói lời thừa, lấy ra mảnh vỡ địa thư, nhẹ nhàng rung lên, một bóng đen rơi xuống, huỵch ngã ở mặt đất thư phòng. Hứa Thất An ngủ cảm sâu sắc, ngửi được một mùi máu tươi nồng nặc. Hắn nhìn chầm chầm cái xác không đầu một lát, hỏi, hồn phách của hắn đâu? Chỉ dựa vào một cái xác không đầu, không nói rõ được cái gì. Lý Diệu Trân đã nói là việc lớn, vậy khẳng định là lợi dụng thủ đoạn đạo môn triệu hồi hồn phách. Lý Diệu Chân vỗ túi thơm, một làn khói lượng lờ, ở giữa không trung hóa thành hán tử trung niên ánh mắt dại ra, bộ mặt mơ hồ, lẩm bẩm, huyết đồ ba ngàn dặm, huyết đồ ba ngàn dặm, xin triều đình phái binh thảo phạt. Thiên tông thánh nữ sắc mặt trầm trọng, hồn phách của hắn có tổn hại, muốn biết nội dung tiếp sau, chỉ có dưỡng hồn, căn cứ trình độ không trọn vẹn của hồn phách, ít nhất phải hai tháng hứa thất an liếc nàng a à, một tiếng hai tháng sau hoa cúc đồ ăn đều nguội rồi lý diệu chân trừng mắt vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ nàng quả thật không biết nên làm gì bây giờ chỉ có một manh mối như vậy không đầu lại không đuôi tìm tòi nghiên cứu chân tướng như thế nào tô tô mắt đẹp đen trắng rõ ràng chân thành chăm chú nhìn nàng biết lấy năng lực phá án của hứa thất an khẳng định sẽ không mù tịt giống chủ nhân đối với việc này tô tô vừa chờ mong vừa tò mò muốn biết hắn sẽ từ góc độ nào để phân tích. Hứa thất an hơi trầm ngâm, cuối người lột quần áo trên thân cái xác, sau khi đánh giá một phen, nói, không có gì bất ngờ, hắn hẳn là người phương Bắc. Mắt Lý Diệu chân lập tức sáng lên, truy hỏi, căn cứ đâu? Nàng ở bên cạnh xem cả quá trình số 3 vô sĩ kiểm tra cái xác, nhưng chưa ra kết luận giống với hắn. Khí hậu nuôi ra con người, từ bề ngoài cùng làn da có thể nhìn ra người chết là nhân sĩ nơi nào. Không có đầu, mặt quỷ hồn quá mức mơ hồ. Bởi vậy muốn phán đoán cái xác không đầu này là người ở nơi nào, phải từ chi tiết thân thể để nghiệm chứng. Hứa thất an nâng tay phải cái xác, nói, các ngươi xem, người này trừ vết chai lòng bàn tay, ngón trỏ cũng có một tầng vết chai thật dày, dùng đao cùng dùng kiếm cũng sẽ không sinh ra loại vết chai này. Tô tô cùng Lý Diệu chân tập trung nhìn vào, quả nhiên như thế. Nữ quỷ tuyệt sắc chớp chớp mắt đẹp, nũng nịu nói, vậy dùng là vũ khí gì, chớ biết rồi còn hỏi. Lý Diệu Chân thì lộ ra nét giật mình, là cung. Không hổ là nữ tướng quân ở quân doanh, phản ứng rất nhanh. Hứa Thất An gật đầu, không sai, người này giỏi bắn. Tô Tô nghiêng đầu, phản bác, chỉ bằng cái này làm sao nói lên hắn là người phương Bắc, ta cảm giác ngươi đang bị chuyện. Người giỏi bắn còn nhiều mà, không thể là người trong quân đội. Lý Diệu Chân gật đầu đồng ý. Đúng, Tô Tô cô nương nói có lý ví dụ như bên cạnh ngươi có một người giỏi bắn cung cũng không phải quân đội hứa thất an nháy mắt một cái động tác trên tay không ngừng tách ra hai chân cái xác không đầu nói các ngươi nhìn kỹ gốc đùi hắn không có vết chai nếu là nhân sĩ quân ngũ trường kỳ cưỡi ngựa chỗ đùi là khẳng định sẽ có vết chai không phải người trong quân đội lại giỏi bắn cái này phù hợp đặc thù của người phương bắc nhân sĩ giang hồ các nơi của đại phụng không giỏi dùng cung người phương bắc giỏi cung tên cho dù là nam tử trưởng thành bình thường cũng có thể kéo cung theo hứa thất an hiểu biết nhân sĩ giang hồ mấy châu phương bắc đồ đi kèm khi ra ngoài là đao cùng cung có đôi khi thậm chí có thể không có đao dùng dao găm cùng đao ngắn thay thế nhưng không thể không có cung lúc này tô tô lại nghĩ ra một lý do phản bác nói hoặc là là cung binh thì sao hứa thất an bật cười một tiếng ai sẽ phái cung binh đi truyền tin nếu không đoán sai người này quá nữa là nhân sĩ giang hồ phương bắc về phần hắn muốn truyền đạt rốt cuộc là có ý tứ gì bị người nào cắt cử lại là gặp độc thủ của ai ta không biết lý diệu chân âm thầm thở hắt ra một hơi vui vẻ nói vậy chuyện của hắn liền giao cho ngươi đi xử lý thân là ngân la đã canh nhân nên xử lý việc này tô tô cũng nhẹ nhàng thở ra theo cảm thấy nam nhân thối này tuy háo sắc lại đáng ghét nhưng bản lãnh thực sự không tệ một phen phân tích có lý lẽ nàng vẫn rất phục mình cùng chủ nhân không hiểu ra sao căn bản không biết nên tiếp tục điều tra như thế nào nhưng sau khi giao cho nam nhân này lập tức có manh mối tuy tô tô thường xuyên thầm quán lý diệu chân xen vào việc của người khác tuy nàng thích hấp thụ tinh khí nam nhân nhưng nàng biết mình là một nữ quỷ thiện lương chuyện cái xác không đầu nếu không thể xử lý thích đáng nàng cùng lý diệu chân đều sẽ có gánh nặng tâm lý bởi vậy cái này liền nổi bật lên chỗ tốt của hứa thất an, có thể mang đến một chút cảm giác an toàn như vậy. An bài phòng khách cho Lý Diệu chân cùng Tô Tô, lại dặn dò đầu bếp nữ chuẩn bị một ít điểm tâm, hứa thất an quay về thư phòng, mang cái xác thu vào mảnh vỡ địa thư, đòi tàn hồn, cưỡi con ngựa cái nhỏ, tới nha môn. Ta nhớ rõ ngụy Công từng nói, phương Bắc chiến sự thường xuyên, đại phụng liên tiếp thua trận, quan văn dân thư buộc tội trấn Bắc Vương, lại bị nguyên cảnh đế cưỡng ép đẩy tội cho ngụy Uyên, tháo cái mũ tả đô ngự sử của hắn khuyết đồ ba ngàn dặm không dám tưởng tượng loại việc lớn này vì sao ta trước đó chưa từng nghe nói sự tình liên quan trọng đại cần kịp thời bẩm báo ngụy uyên con ngựa cái nhỏ chạy như điên vào nha môn hứa thất an mang cương ngựa đưa cho lại viên canh cửa vội vàng chạy tới hạo khí lâu hứa ngân la ngụy công vừa hạ lệnh chuẩn bị xe ngựa muốn vào cung thủ vệ dưới lầu trả lời sắp vào cung à. Vào cung cũng là cải cọ với nguyên cảnh đế còn có đám quan văn, lãng phí thời gian. Hứa thất an cao mày, đừng có nói nhảm nhiều, đi vào thông truyền. Vâng, thủ vệ biết điều chạy vào trong lầu. Sau khi được thị vệ trả lời xác định, hứa thất an một tay ấn đao, đi lên bậc thang, thấy ngụy Uy ngồi ngay ngắn ở sau bàn, đôi mắt ẩn chứa tang thương năm tháng tạo thành, ôn hòa bình tĩnh nhìn hắn. Hắn vẫn là một bộ áo xanh, nhưng bên trên theo hoa văn đám mây phức tạp, ngực là một con dao long màu xanh. Đây là triều phục ngụy uyên mặc khi vào triều, hoặc vào cung diện thánh. Ngươi chỉ có thời gian một chén trà nhỏ, có việc nói mau. Ngụy uyên nói chuyện với tâm phúc, giọng điệu không hề khách khí. Ngụy công đã vội vàng như vậy, ta liền nói ngắn gọn. Hứa thất an tâm địa cũng không tốt, trực tiếp lấy ra mảnh vỡ ngọc thạch, nhẹ nhàng rung lên. Huỵch. Cái xác không đầu rơi xuống phòng trà sạch sẽ, ô nhiễm mặt sàn sạch sẽ ngụy uyên có chút bị chấn động khóe mắt run rẩy rất khẽ trầm giọng nói chuyện là thế nào nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha